Qua kiểm tra lưu trú tại một khách sạn trên địa bàn, Công an phường Xuân Hà, quận Thanh Khê, thành phố Đà Nẵng đã phát hiện một nhóm thanh thiếu niên là nữ giới rủ nhau sử dụng trái phép chất ma túy. Nhóm nữ thiếu niên này gồm 3 người có độ tuổi từ 16 đến 18 tuổi, trú ở các quận Thanh Khê và Sơn Trà. Tại thời điểm kiểm tra, phát hiện phía cuối giường cũ của phòng khách sạn có một gói ni lông, bên trong có chứa chất tinh thể màu trắng, một đĩa dựa, một loa, một đèn chiếu. Khai nhận với cơ quan công an, số tinh thể màu trắng thu được của nhóm đối tượng là ketamin vừa được nhóm đối tượng mang đến để cùng nhau sử dụng. Được biết, số đối tượng trên quen biết nhau từ lâu qua những lần ăn chơi. Gần đây nhất, các đối tượng đi chơi cùng với nhóm bạn tại một cơ sở giải trí và chung tiền mua ma túy sử dụng. Qua thử test, 2/3 đối tượng dương tính với chất ma túy. Hiện vụ việc đã được bàn giao cho công an quận Thanh Khê điều tra xử lý.